có một pha tấn công cả. Pha tấn công đầu tiên từ biên hai của Văn Hành, bóng cắm sân. Bay phát bóng tấn công, phát bóng tấn công. Rất mạnh. Chắn bóng thành công của Văn Nam đối với Bùi Cường, 2-0 cho ông cả. Một pha chắn nôm chéo quá hết đường. Văn Hành tiếp tục phát bóng. Chắn bóng tiếp tục thành công của Văn Nam đối với Bùi Cường. 6-0, phát tấn công của Văn Hành. Rất mạnh, ăn điểm trực tiếp rồi. Đó là Văn Hành của chúng ta, chàng trai sinh năm 1987. Đồng tiền bát gạo đến từng xu. Vẫn chưa tăng. Văn Nam 10-0 rồi. Rất mạnh. Lại là Văn Nam 11-0. Vẫn là Văn Hành. Rất khó chịu. Thầy ơi, Bùi Cường. Điểm đầu tiên đã thuộc về Văn Điền sau pha tấn công dọc sân của Bùi Cường. 1-11. Rất mạnh. Cơ hội phản công. 3-3 của Bùi Cường. Điểm bóng cho Văn Điền 2-11. Và 15 đều, 16 đều. Bùi Cường và chắn đánh nhau, phòng thủ sáu lùi của Văn Nam vẫn còn. Sang bóng Văn Hạnh. Lần thứ hai của Bùi Cường. 17-16 cho Văn Điền. Văn Điền lại vượt lên dẫn trước rồi. Cuối cùng, đạo diễn viết lên bộ phim này là chỉ để phục vụ Bùi Văn Cường. Phá chắn thành công của Văn Hành. 17 đều cho trai Giang Bóng Ga. Trường Giang phát bóng, chàng trai đến từ Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thế này, một pha tấn công về y mất chắn luôn. 18-17 cho Văn Điền. Trai sinh ra và lớn lên tại thành phố Yên Bái phát bóng. Thái Ba Nguyên. Điểm bóng cho Văn Điền 21-20. Rất đội hộp. Vương Thắng phát bóng. Văn Nam. Bóng đã rơi vào đầu ra Kiên. Đó là quốc của bóng truyền Yên Bái phát bóng. Em vui.
đang ở hiệp đấu đầu tiên sẽ có lợi thế rất nhiều trong trận chung kết này. Chúng có ba không chặn rồi, phản công chặn bóng thành công. Không hiểu được, một pha không hiểu ý của trại giam Hồng Cà. Trên tiền bắt vào 25 đều cho trại giam Hồng Cà. Gia Kiên phát bóng. Lại là Văn Hạnh. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng. Cho Văn Yên 1-0. Yên đã vượt qua Hồng Cà với tỷ số 28-26 sau khi đã để Hồng Cà dẫn với tỷ số là 11-0. Vẫn còn Trung Bố Ba, không được rồi. Vương Thắng vẫn còn. Rất hồi hộp. 3-3 của Văn Hạnh. Vẫn còn. Không được rồi. Pha tấn công hàng sau 3-3 của Văn Hạnh thành công. Điểm bóng Hồng Cà 16. Bóng cho Văn Yên 70. Biên rất khó chịu. Vẫn là Văn Hạnh. Phá bung chắn về sau ra ngoài. Và bóng vừa rồi, lực tập của Văn Hạnh là rất mạnh. Điểm bóng 13-11 cho Hồng Cà. Ok Vương Hùng Phương. Chuyển một không được tốt. Lại là một cơ hội cho Hồng Cà. Hồng Cà có tận dụng được hay không? Biên 4 của Văn Hạnh. Một pha tấn công búa bổ. Đúng là như vậy. Một pha tấn công búa bổ của Lão Tướng Văn Hạnh từ biên 4. Mang điểm thứ 17 về cho Hồng Cà 17-13. Hoàng Việt vừa vào sân thì đã có những pha chuyền hại thuận lợi cho Thái Nguyên. Vẫn là những điểm số đến từ Bùi Văn Cường, Thái Nguyên, Văn Nam và Văn Hạnh. Chắn bóng tốt, đó lại là Văn Nam.
Vâng, theo chia sẻ của ban giám thị cũng như là ban huấn luyện, đội Công an Hồng Ca có nói rằng Bùi Văn Cường là quá xuất sắc, vì thế nên đội Hồng Ca đã phải triệu tập Văn Nam. Văn Nam chắn Văn Cường thì rất hợp các bạn nhá. Cường Quản Nghĩa và Giang Văn Đức. Xin chào và cảm ơn Mr. Jun nhá. Thành công của Bùi Cường 16-21. Lại là Văn Nam bóng trong sân. Pha tấn công của Văn Nam tầm rất cao. Văn Nam phát bóng. Chắn bóng thành công, đó lại là lão tướng Văn Anh. Một pha quá chéo thành công đối với Thái Nguyên. Set point cho ông ca 24-19. Chính xác là đính chính lại Bùi Cường cao 1m88. Tổng cấp của Thái Nguyên 20-24. Chúng ta là ở dân quyền Tam Nông Phú Thọ mọi người nhá. Chuyền một không được tốt. Biên 4. Văn Anh vẫn kéo bung chắn ra ngoài. 25-20 kết thúc hiệp đầu thứ hai. Công An trại giam Hồng Ca đã thắng lại huyện Văn Yên. Qua hiệp đấu hai đội tạm hòa 1-1, và hai đội sẽ đổi sân để thi đấu hiệp đấu thứ hai. Chàng trai hiện tại đang cư trú tại thị trấn Mậu Hà, huyện Văn Yên. Vâng, lại là truyền cho Quân Xanh. Quân Xanh vẫn chưa ra điểm. Văn Anh phóng lao biên 4, không phải, bỏ bóng kỹ thuật. Pha tấn công, cảm ơn. Tay rất nhanh các bạn ạ. Bùi Cường thì bóng càng thấp càng tốt, nhưng mà phải có tốc độ. Nhưng mắt vẫn liếc Bùi Cường. Di chuyển sang phía Bùi Cường rồi. Văn Nam số 9 chắn Bùi Cường. Chắn bóng thành công, đó là Văn Nam. Vâng, hậu vệ đã kèm tiền ảo rất chặt. Trường Giang phát bóng. Một pha tấn công về y cực kỳ khó chịu và bản lĩnh của Bùi Cường. Tay cái tay của anh Tú rất nhanh. Ý phải thay phải đi. Bóng bung chắn ra ngoài. Phần bóng tấn công vẫn rất khỏe. Năm phát bóng. Đây rồi. Không qua được Văn Hành các bạn ạ. Không biết cầu thủ nào sẽ là nội binh ghi điểm đầu tiên của trận chung kết này. Ngoài Trường Giang có một pha tấn công cá mượn. Vâng, một pha tấn công như búa bổ của Văn Hành quá đẳng cấp các bạn ạ. Nhìn thẳng Hoàng Công Duy tấn công chéo sân rất mạnh. Vẫn đều chưa tấn công ra điểm. Bóng đã chạm tay của libero anh Tú ra ngoài. Đây là cắt bóng chéo sân này. Bóng tung chắn ra ngoài. Các bạn thấy tấn công chéo sân rất khó chặn các bạn ạ. Một là xuống sân, hai là bung chắn ra ngoài, vì những pha tấn công của Văn Hạnh tầm cao và có lực. Hồi hộp. 23-24 đi xem nào. Không được rồi. Không qua lưới. 25-20 kết thúc hiệp đấu thứ 3. Công An trại giam Hồng Ca tiếp tục vượt qua Văn Yên. Bóng thực ra Văn Bùi Cường hôm nay vẫn chưa thấy bùng nổ đâu mọi người ạ. Bùng cười. Vâng. Đó, phải pha tấn công hàng sau của Bùi Cường như vậy. Bùi Cường cần được dồn nhiều bóng. Phát bóng bay của Gia Kiên. Văn Nam tới rồi. Vâng. Bóng trong sân rất nhiều. Bóng trong sân chưa tới vạch. Điểm bóng cho Hồng Ca 5-5. Chuyển một tốt của Thái Nguyên. Bùi Cường không qua được tay chắn của Văn Nam. Vừa rồi Văn Nam chắn đơn thành công.
Mình cực khủng và có gì đấy rất hợp với những ngoại bình của Văn Yên. Nhảy luôn. Vâng, bỏ bóng. Vui Cường vẫn không qua tay Văn Còn. Rất tiếc bóng chưa chạm sàn, bóng rơi vào chân của Thái Nguyên. Nhưng mà mình nghĩ trận đấu chưa chắc đã là 3-1 đâu. Văn Yên đang chơi với tinh thần là du ngủ. Vẫn là hàng rào chắn đôi Văn Nam và Nghĩa Đức. Lần này là Nghĩa Đức chắn bóng thành công cho ngoại bình một chút. Xong Văn Yên bùng nổ và thi đấu sẽ đều hơn. Tấn công rất gắt của Bùi Cường. 7-10. Vâng, 8-11 chưa nói lên điều gì mọi người nhá. 8-11 chưa nói lên điều gì. Chủ sale bất động sản rất thành công. Văn Anh, lại là pha phóng lao của lão tướng Văn Anh. Vừa rồi đường truyền hơi thu, Gia Kiên đã bỏ chắn một mình Thái Nguyên. Văn Anh tận dụng cơ hội phóng lao luôn. Kìa, tiếng chung là Bùi Cường gãy lưng rồi. Đấy là sự cố gắng của Bùi Cường các bạn ạ. Gần như là không có đà. Văn Điền không tận dụng thì rất khó. Gần như là hết cơ hội. 3-3 hàng sau của Văn Anh. Văn Nam biên 4 rồi. Hai chắn theo sát. Ôi, một pha tấn công với y. Và phòng thủ che mặt rất nhanh của Hoàng Việt. Không có xét thứ 5. Đập bóng rất mạnh của Bùi Cường. Vẫn là những pha vận tại chỗ, ra tay rất nhanh. Và bóng tấn công hơi xa. Cố lên, cố lên, cố lên Bùi Cường. Lăn xả. Bóng sang rồi. Ai đây? Biên 4 của Văn Nam. Quá chắn ra. 16. Các hiệp đấu là Hồng Ca đang dẫn Văn Yên với tỷ số 2-1. Vẫn còn. Lần thứ hai của Văn Hạnh. Bóng trong sân. Match point cho Hồng Ca. Không còn là set point nữa mà là match point. Còn theo đội là 180k. Thường có câu nói anh em trêu nhau, muốn vô địch thì cứ mặc quần áo của VND. Mặc VND là auto vô địch. 9 trên 10 giải sẽ vô địch. Ừ, tiếp tục. Văn Anh ném nào. Bóng thủ tốt của Bùi Cường. Vẫn rất cố gắng nỗ lực của Bùi Văn Cường. Lần thứ hai phóng nào của Văn Anh. Lần này rất gắt. Bóng cực kỳ gắt. Thành công. Kết thúc. 25-19. Chúc mừng các cầu thủ Hồng Ca đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Văn Yên với tỷ số 3-1 và đoạt chức vô địch giải bóng chuyền tranh cúp Liên đoàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Xin chúc mừng công an trại giam Hồng Ca và chia sẻ với các cầu thủ Văn Yên, đặc biệt là hai ngoại binh Văn Cường, Thái Nguyên, Gia Kiên, Hoàng Công Duy, Hoàng Việt, Vương Thắng. Xin chúc mừng các idol Văn Anh, Văn Nam, Trường Giang, Nghĩa Đức, Hoàng Tùng, Anh Tú và đặc biệt là trưởng đoàn Đỗ Ngọc, huấn luyện viên Phạm Văn Phút, Ban Giám Thị, Anh Tiến. Xin chúc mừng đội trại giam Hồng Ca đã có hai chức vô địch cả nam và nữ.